Trước khi các bạn tiếp tục video thì chúng cuối đang có sale cực lớn. Cụ thể là từ 25 đến hết tháng 10 chúng tôi sẽ bán bộ sưu tập áo Ghibli. Sau tháng 10 vẫn bán. Nhưng mà từ 25 đến hết tháng 10 thì với mỗi áo Ghibli như là cái áo Howl's Moving Castle hoặc là áo khoác Spirited Away, đặt hàng đây. Link mua hàng ở phần mô tả bình luận. À, người chơi điện tử vừa mới lập kênh mới tên là Mì Tôm Hai Trứng. Anh em ghé qua rồi ấn sub để đón chờ những content về game mới thật thú vị nhé. Link kênh ở dưới phần mô tả. Đây là bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật, kể về tình bạn diệu kỳ giữa hai con người hoàn toàn đối lập nhau, cả về màu da lẫn địa vị. Đây là Philippe, một triệu phú nhưng không phải là kiểu triệu phú tự thân vận động, vì phần thân của ông không tự vận động được. Sau một vụ tai nạn dù lượn, Philippe bị liệt hoàn toàn từ phần cổ trở xuống, để rồi từ đó trở về sau, cuộc đời ông hoàn toàn gắn liền với chiếc xe lăn và hàng chục người túc trực bên cạnh để chăm sóc. Còn đây là Driss, một thanh niên gốc Senegal, được chú dì đón qua Pháp từ lúc mới 8 tuổi. Tuy nhiên, do gia đình chú dì quá phức tạp nên Driss đã sớm sa ngã vào con đường Kid 1412. Sau khi ra tù, Driss mưu sinh bằng cách nhận trợ cấp thất nghiệp của chính phủ và ăn bám gia đình. Thế rồi vào một ngày đẹp trời nọ, số phận của hai con người kể trên đã thay đổi khi họ vô tình tìm thấy nhau giữa dòng đời hối hả. No homo nhé. Philippe, như đã nói, là một triệu phú, chẳng có gì ngoài tiền. Khi tôi nói chẳng có gì tức là ông chẳng có gì thật, chả có chân chả có tay, vợ thì mất sớm, có mỗi đứa con gái thì chả bao giờ thấy ở nhà chăm bố, mất tiền thuê một đống người phục vụ mình, nhưng chẳng ai trụ nổi quá một tháng cả. Tuy nhiên vì thu nhập cao, vẫn có rất nhiều người lui tới để ứng tuyển. Nói tôi nghe tại sao anh nghĩ bản thân lại phù hợp với công việc này. Tôi có bằng thạc sĩ tâm lý, tôi là điều dưỡng viên chuyên nghiệp, tôi là người chăm sóc cây cảnh, và người thực vật cũng là một loại... kiểu như vậy. Tôi có rất nhiều meme khuyết tật trong điện thoại. Anh được nhận. Khoan, tôi đến đây có phải để ứng tuyển đâu. Thì ra Driss đến đây để xin một sự từ chối. Nếu bị từ chối đủ 3 lần, anh sẽ đủ điều kiện để nhận tiền trợ cấp của chính phủ. Tuy nhiên, ông không thể ký giúp anh ngay bây giờ, nên Philippe đã hẹn Driss 9 giờ sáng hôm sau quay lại. Trên đường về nhà, Driss ghé qua hội những người anh em đầu đường xó chợ để giao du một tí, rồi sau đó mới về nhà, tiếp tục cuộc sống ăn bám của mình. Nơi anh sống là một căn hộ nhỏ, xa hoa hơn khu ổ chuột một tí, nhưng lại quá chật chội với hơn chục nhân khẩu trong gia đình. Áp lực kinh tế vì thế cũng đè nặng lên đôi vai của bà Fatou, chủ của gia đình. Bà Fatou là một người phụ nữ tần tảo, yêu thương con cái. Tuy nhiên đến giờ phút này, bà cũng chẳng thể nào chịu nổi thằng cháu mình được nữa. Driss dù là anh cả trong nhà, nhưng lại chẳng làm được gì để giúp san sẻ gánh nặng. Cạn kiệt niềm tin, dì Fatou đuổi cổ Driss ra khỏi nhà, buộc anh phải tự lập, tìm cách nuôi sống bản thân. Driss chẳng nói gì, đi luôn. Anh vốn dĩ là một người bất cần, chẳng có mục tiêu gì trong cuộc sống cả. Từ ngày này qua ngày khác, giao du với đám bạn đều và lang thang trên những con phố như một lãng tử Paris. Sáng hôm sau, Driss tới dinh thự của Philippe để lấy lại tờ xác nhận từ chối tuyển dụng. Vừa bước vào, Driss đã tia được ngay cô em trợ lý tóc đỏ của Philippe tên là Magali. Cơ mà chuyện đó tính sao? Người phụ nữ áo trắng này cũng là trợ lý của Philippe tên là Yvonne. Yvonne dẫn Driss đi tham quan dinh thự và cho anh thấy những đặc quyền mà chỉ những người làm việc ở đây mới có. Nếu trở thành người chăm sóc đặc biệt cho Philippe, anh sẽ có cơ hội được sống trong một căn phòng xa hoa tráng lệ, có bồn tắm riêng trang trí theo phong cách hoàng gia Alabatrap, đỡ phải lang thang bên ngoài đầu đường xó chợ. Sau khi thao túng Driss bằng sự giàu có của mình, Philippe cho anh hai lựa chọn. Một là cầm giấy tờ kia rồi về nhận tiền trợ cấp. Hai là một tháng thử việc bao ăn bao ở, thu nhập hấp dẫn, có thưởng theo doanh thu, giờ làm việc linh hoạt, từ ngày này qua ngày khác, không giây phút nào rời xa. Nghĩ lại bản thân cũng đang không có chỗ ở, nhân cơ hội này cứ thử một tháng xem sao. Cứ như thế, Driss bắt đầu chuỗi ngày điều dưỡng của mình. Như bao người khác, anh được dạy cách để làm thỏa mãn ông chủ của mình. Nghe có mùi nô lệ thời hiện đại và là anyway công việc để mà nói thì cũng nhàn, chỉ cần giúp Philippe mọi thứ là được. Từ tắm rửa, gội đầu, đi vệ sinh, thay tất rồi thay quần áo. Nói chung là trở thành một đôi tay theo đúng nghĩa đen luôn. Ban đầu Driss cũng bực lắm, anh không nghĩ rằng công việc này đã đòi hỏi ở anh nhiều sự kiên nhẫn đến vậy. Thế nhưng rồi một tuần, 2 tuần trôi qua, Driss bắt đầu quen dần với những thói quen thường ngày của Philippe. Các tác vụ cũng bắt đầu thành thạo hơn, ví dụ như đổ trà nóng vào chân người liệt, đưa điện thoại cho người liệt cầm, hoặc đi tắm đeo tai nghe, mặc cho người liệt kêu cứu. Thông thạo 7 điều dưỡng viên con mẹ rồi chứ còn gì nữa. Móc mỉa thế thôi chứ thực ra Driss cũng được việc ra phết. Với tính khí vô tư hay pha trò của mình, Driss đã thổi vào cuộc sống tẻ nhạt của Philippe một làn gió mới, vui vẻ và bớt bi thương hơn hẳn. Anh lúc nào cũng thích đùa như thế à? Cuộc đời tôi vốn là một trò đùa mà. Nghe cũng thương đấy. Thế cho xin miếng kẹo đi. Khoanh tay ạ thì anh cho. Driss không chỉ mạnh dạn trêu chọc ông chủ của mình, mà anh còn thẳng thắn phê bình Philippe khi thấy ông có ý định bỏ ra một mớ tiền chỉ để mua một bức tranh trông chả khác cái ga giường ở nhà nghỉ là mấy. Vẽ nhăng vẽ cuội như này, Driss nhắm mắt vẽ được. Spoil, sau này Driss có vẽ một bức thật, tuy không đẹp nhưng vẫn lòe được khối người mua với giá cắt cổ. Đúng là người giàu tiêu tiền khó hiểu phết. Sau đó Philippe có một cuộc gặp riêng với Antonio, một người cộng sự thân thiết. Antonio cảnh báo Philippe rằng hãy đề phòng người giúp việc mới của mình, vì Driss từng có một quá khứ bất hảo, vào tù ra tội. Đã ra đen rồi lại còn đi ăn cắp vặt. Chắc chỉ có fan MU mới đủ lạc quan để tin cái thằng này. Bố mày là mân đàn đấy có sao không? Philippe mặc kệ những lời cảnh báo của Antonio. Ông tin vào trực giác của mình hơn. Trong mắt mọi người, Driss có thể là một thanh niên bất hảo, nhưng trong mắt của Philippe thì Driss đơn giản là một cậu trai mới lớn, cao to, đầy đủ chân tay, tính tình vô tư thoải mái, mà đặc biệt là không hề tỏ ra thương hại chút nào với một người khuyết tật như ông. Philippe thà bị đối xử tệ còn hơn là nhận về sự thương hại của mọi người xung quanh. Và may mắn thay, bên cạnh Driss, Philippe có một người bạn tâm thư cực kỳ thân thiết khác, tên là Eleanor. Philippe và Eleanor đã trao đổi thư từ với nhau được nửa năm nay. Hai người đều không biết mặt mũi đối phương ra sao, gia cảnh nghề nghiệp thế nào. Cơ mà cũng chính vì thế nên Philippe rất trân trọng mối quan hệ này. Tất cả những cảm xúc mà cả hai dành cho nhau đều xuất phát từ đáy lòng, chứ không hề có một chút mục đích vụ lợi nào khác. Tuy cả hai rất muốn được gặp nhau ngoài đời, nhưng vì nhiều lý do cụ thể là tự ti, Philippe vẫn chưa dám hẹn Eleanor ra ngoài để gặp mặt. Người duy nhất ông có thể thoải mái gặp mặt lúc này là Driss. Sau khoảng 1 tháng làm việc với nhau, cả hai đã gắn kết hơn hẳn. Cho đến giờ phút này thì không còn là mối quan hệ chủ tớ nữa, mà thay vào đó là một tình bạn khăng khít, nơi cả hai có thể thoải mái cùng nhau hút chung một điếu xà cân, rồi kể nhau nghe những câu chuyện thầm kín nhất. Khi đã đủ độ tin tưởng, Philippe cuối cùng cũng cho phép Driss đọc những tâm thư của mình gửi cho Eleanor. Driss nghe xong thấy đôi chim cu này xàm xí vai, viết thư cho nhau suốt 6 tháng trời dòng dã mà không thèm gặp mặt nhau hay gọi điện gì cả, nhạt vờ lờ. Biết Philippe nghiện nhưng vẫn còn ngại, Driss lập tức nhấc máy lên, chủ động gọi vào số điện thoại của Eleanor để buộc hai người phải nói chuyện trực tiếp với nhau thay vì viết thư. Ban đầu Philippe cũng lắc đầu, chối đầy đẩy, không thèm nghe máy. Nhưng ngay khi nghe thấy giọng của Eleanor, đôi mắt ông như bừng sáng. Kể từ ngày đó, Philippe có một thói quen mới, đó là gọi điện cho Eleanor mỗi ngày. Thế rồi đến một ngày nọ, khi mối quan hệ đã dần tiến triển hơn, Eleanor muốn cả hai trao đổi ảnh cho nhau xem. Driss khuyên ông nên thành thật với Eleanor và gửi cho cô ấy một bức ảnh ông ngồi trên xe lăn. Tuy nhiên, một chút sự tự ti của Philippe đã ngăn ông lại. Để rồi tấm ảnh được gửi đi là hình ảnh của Philippe hồi trẻ trung phong độ, chưa bệnh tật gì. Driss không hề hay biết về chuyện này, vì trong khoảng thời gian đó anh bận cosplay thành Phạm, vẽ bức tranh mà như tôi đã spoil ở trên, là vẽ vớ vẽ vẩn cũng ra được 11.000 đô. Anyway, ngày qua ngày, tình bạn giữa cả hai ngày càng gắn kết hơn. Driss đi đâu cũng kéo Philippe đi cùng, mát xa hất cùn, phóng nhanh vượt ẩu. Philippe chưa bao giờ cảm thấy vui đến thế từ lúc bị liệt đến giờ. Tuy nhiên nụ cười của ông chắc cũng không nở được lâu nữa, vì chỉ vài ngày nữa thôi, sinh nhật của Philippe sẽ tới. Họ hàng hang hốc tứ phương sẽ hội tụ đầy đủ để tổ chức cho ông một buổi tiệc bất ngờ. Nếu thế thì phải vui chứ sao lại buồn. Thực ra Philippe đã chán ngấy cái cảnh họ hàng tới thăm chỉ để xem ông có còn sống hay không. Thậm chí một vài người chỉ thăm cho có, chứ chả có nhã hứng gì tới gặp mặt. Buổi tiệc sau đó diễn ra đúng như những gì Philippe nghĩ, nhàm chán và buồn tẻ. Tất cả ngồi im xem hòa nhạc, chẳng ai thèm nói với ai câu gì. Cơ mà Philippe chắc cũng đã quen với cảnh này lắm rồi, nên ông cũng mặc kệ, rồi ngồi yên tận hưởng. Trái ngược với Philippe, Driss đã chán ngấy mấy cái thể loại âm nhạc cổ điển của người giàu rồi. Anh nhanh chóng làm chủ dàn âm thanh, rồi mở thật to bài nhạc ú hòa của Mono. Ngay khi giai điệu ca khúc vang lên, không khí buổi tiệc bỗng chợt thay đổi. Driss hào hứng, nhảy nhót vô cùng nhiệt tình. Nguồn năng lượng tích cực tỏa ra khắp không gian và khiến cho các vị khách tẻ nhạt cũng tự dưng muốn nhún nhảy. Trông thấy cảnh tượng này, Philippe giờ mới nở một nụ cười hạnh phúc thực sự. Buổi tiệc kết thúc, Philippe còn đón nhận thêm một món quà sinh nhật nữa, đó là Eleanor vừa viết thư rủ Philippe đi ăn bún đậu rồi đá cốc cà phê, gặp mặt ngoài đời cho nó thêm phần thân thiết. Như mở cờ trong bụng, Philippe lập tức lên đồ và có mặt ở quán cà phê từ sớm. Hôm nay Driss không đi cùng vì muốn cho Philippe cơ hội riêng tư với crush. Thế nhưng nào ngờ rằng 1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua, vẫn chẳng có bóng hồng nào xuất hiện trước mắt Philippe cả. Quá chán nản, Philippe lại gọi điện cho Driss để rủ đi chơi cho quên sầu. Và thế là một chuyến đi chơi xa được lên kèo ngay trong đêm. Sau khi di chuyển nhiều tiếng đồng hồ trên chiếc chuyên cơ riêng, cuối cùng cả hai cũng đã có mặt tại địa điểm chơi dù lượn nổi tiếng mà tôi cũng đếch biết tên nó là gì. Đây cũng chính là bộ môn đã khiến Philippe tàn phế suốt đời. Cơ mà không sao, giờ đằng nào cũng tàn phế hết rồi. Chơi thì sợ bỉu. Trở về từ chuyến đi xa, tâm trạng của Philippe cũng khá hơn nhiều. Tuy nhiên Driss thì không được vui đến thế. Em trai khác cha khác mẹ của anh, Adama, vừa tìm tới căn dinh thự. Nhìn sơ qua, Driss biết ngay thằng danh con này vừa gây chuyện, nên giờ phải đi trốn, không giang hồ chém nó cụt tay. Mặc dù cũng chẳng muốn cứu giúp lắm, nhưng mang trên mình trách nhiệm của một người anh cả trong gia đình, Driss cũng chẳng thể làm ngơ. Trông thấy dáng vẻ lo lắng của người bạn chí cốt, Philippe hiểu ra rằng ông không thể bắt Driss đẩy xe cho mình cả đời được. Anh cũng có gia đình, có những trách nhiệm cần phải gánh vác. Nói gì thì nói, Driss cũng không thể để người gì đáng thương của mình gánh vác hết một cái nhà trẻ như thế được. Và thế là Driss được giải phóng hợp đồng, tự do tìm một công việc mới phù hợp hơn, thay vì kè kè bên cạnh Philippe mỗi ngày. Ngày Driss dọn đồ ra đi, rất nhiều người đã đến đưa tiễn, đặc biệt trong đó có Magali, crush của anh suốt quãng thời gian vừa qua. Anh đang định bày tỏ tình cảm một tí thì ôi rồi ôi, Magali dẫn người yêu vào phòng. Hóa ra quê ở làng gốm Bát Tràng, tí thì đầy láo. Driss ra về trong sự tôn trọng của tất cả mọi người trong nhà. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng anh đã khiến cho những người khác thay đổi cái nhìn về mình. Sau khi lo liệu xong xuôi ân oán giang hồ cho thằng em trời đánh, Driss nhanh chóng đi tìm một công việc part time để có thêm thời gian chăm lo cho gia đình. Trở lại với Philippe, sau sự ra đi của Driss, ông lại tiếp tục hành trình tuyển người của mình. Thế nhưng dù có tuyển bao nhiêu người đi chăng nữa thì vẫn cứ là chẳng có ai có thể khiến Philippe hài lòng. Dần dà ông trở nên cục cằn, khó tính, bực mình đến nỗi râu mọc xồm xoàm vờ cờ. Trông thấy ông chủ của mình ngày càng tiều tụy, Yvonne đành phải nhờ đến sự trợ giúp của Dries. Tuy lâu rồi mới gặp lại nhau, thế nhưng tình cảm huynh đệ giữa hai người vẫn vô cùng khăng khít. Cơ mà lần này Dries trở lại không phải để tiếp tục điều dưỡng riêng cho Philippe. Thay vào đó anh trải chuốt, tỉa tót gọn gàng cho ông, rồi âm thầm sắp xếp một cuộc hẹn bất ngờ với Eleanor, người bạn tâm thư chưa bao giờ gặp của Philippe. Cuộc hẹn quá bất ngờ khiến ông có chút bực dọc. Tuy nhiên ngay cái khoảnh khắc ông nhìn thấy Eleanor, Philippe đã nở một nụ cười tươi rói rói, trông hạnh phúc thôi rồi luôn. Hết phim. Không biết liệu kết cục của Philippe trong phim sẽ như thế nào, nhưng ngoài đời Philippe đã cưới Eleanor và cả hai đã có chung với nhau hai người con gái. Dries cũng nhanh chóng lập gia đình không lâu sau đó và có 3 đứa con. Cho tới hiện tại, cả hai vẫn giữ liên lạc và duy trì một tình bạn cực kỳ gắn kết và hòa thuận. Và đó cũng là kết thúc của bộ phim The Intouchables, tạm dịch là Những Kẻ Bên Lề. Nếu các bạn thấy clip này hay thì đừng quên ấn like và subscribe cho các kênh thuộc hệ thống của The Reviewer. Tôi Quản Quại, xin chào và hẹn gặp lại.